Sắp tới Hàn Quốc sẽ triển khai chương trình làm việc mùa vụ cho người nước ngoài cư trú trong nước. Theo đó, những người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc không thể xin việc do vấn đề về thị thực thì có thể làm việc mùa vụ ở các vùng nông thôn. Đối tượng áp dụng chương trình làm việc mùa vụ mới là hơn 79.000 người, gồm người nước ngoài đang cư trú trong nước theo visa thăm thân F1 hay visa phụ thuộc F3 vốn không được phép làm việc, Hàn kiều cùng gia đình có visa du lịch kết hợp làm việc đã hết thời hạn lưu trú nhưng không thể về nước do dịch COVID-19, người nước ngoài có visa lao động phổ thông. Những người nước ngoài này có thể làm việc mùa vụ tối đa 13 tháng từ ngày 2 tháng 3 năm nay tới 31 tháng 3 năm sau. Hàn Kiều và người nước ngoài từng làm việc mùa vụ trên 90 ngày sẽ được đơn giản hóa thủ tục, miễn tiền phí, thêm điểm thưởng khi tái nhập cảnh hoặc thay đổi visa cư trú.